Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2024, thứ Bảy, tuần 12 thường niên, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, lễ trọng. Chích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Tuyên xưng đức tin. Trước mỗi nghi thức nhậm chức giám mục, bề trên, chánh sứ, đương sự phải công khai tuyên xưng đức tin trước mặt dân Chúa. Điều này như một bảo chứng cho sự trung thành với giáo lý và huấn quyền của Hội Thánh. Đức Giêsu vẫn luôn hỏi từng người chúng ta rằng: "Anh em bảo thầy là ai?" Câu hỏi này hằng chất vấn lương tâm của mọi Kitô hữu từng ngày, khiến mỗi chúng ta không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Việc tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đánh dấu một sự trưởng thành trong lối suy nghĩ, cách nhìn nhận của Phêrô đối với thầy mình. Chúng ta hãy biết noi gương Thánh Phêrô để sẵn sàng tuyên xưng Chúa là Đấng chúng ta tôn thờ. Noi gương Thánh Phaolô biết sống cho Chúa hết mình, đến mức tôi sống không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đặt chọn niềm tin vào Chúa và can đảm sống niềm tin ấy trong mọi phút giây của cuộc đời. Amen.